Đồ Cốt Game kính chào quý vị, lúc này đang là buổi chiều ngày 26 tháng 10 2019, và thưa quý vị là theo yêu cầu một khách hàng bác ở huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh thì bác đang muốn xem chiếc tủ chè cánh phẳng. Thì thưa quý vị lúc này trong cửa hàng đang còn một chiếc gỗ gụ 21 triệu, nhưng mà còn chiếc này á, chiếc này đang quay cho các bác đây là chiếc bằng gỗ mun Angola, giá của nó là 30 triệu. 30 triệu là hàng ở cánh và hồi đều dày là 3 phân, tức là rất dày luôn, không những dày mà vân còn đẹp, tức là cái này cốt để chơi cái độ dày và chơi vân. Thế còn lèo của nó là lèo chim hoa và bệ là đục phúc, tức là đục các cái con rơi, đục rất là kênh bong luôn. Thì như vậy là và cái sập này là hàng chơi vân gỗ, chơi trần chứ không có khảm. Đây cánh đây, cánh trần không khảm bác nhé, tôi nhắc lại là không khảm. Nàng này đã để đây rất là lâu khô kiệt rồi. Và cái giá thành đó thì có kèm theo cả một đôi mễ nữa, nhưng chưa có thể vận chuyển. Chuyển về tới thành phố Bắc Ninh là hết 1 triệu 2. Đấy, báo cáo đến bác Gia Bình là như vậy. Quay gần lại cho bác nhìn cái cánh này, vẫn cực kỳ đẹp luôn. Cái hàng này là sẵn sàng chuyển đi được ngay ạ, chúng tôi chỉ cần rửa lại cho nó mới mẻ đấy, mới cứng lại là chuyển đi thôi, kiểm tra kiểm chỉnh trang lại. Và đây là cái sản phẩm đang để tại tầng 3 của khu B ở phía sau đấy, đứng ở đây là nhìn thấy cả tầng 3 phía trước và thấy cả tầng 2 phía trước đây. Tạm biệt quý vị, nhân tiện giới thiệu luôn là đây đang có hàng loạt, đang có mấy chục bộ, 50 bộ cuốn thư câu đối đang bày ngàn gạt ở đây. Rất nhiều, và rất nhiều những sản phẩm khác nữa, trường kỷ, lộc bình, vân vân, sập thờ nữa.